Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là Dũng Mượn mình đây. Và trước màn hình mọi người đang thấy, đó chính là món đồ Blue Flame Robo Samurai. Thì tôi không cần nói gì nhiều nữa mọi người. Các bạn hãy đi vào đây và lấy lẹ cái món đồ này đi ha. Một món đồ nó có thời hạn không mọi người. Thì ngày 8 tháng 7 nó không cho chúng ta lấy cái món đồ này nữa đâu ha. Thì đây là một cái món đồ kỳ công mài dũa của nhà sáng tạo. Thì các bạn có thể vào lấy. Và bây giờ thì tôi sẽ lấy thôi. Rồi. Và chắc có lẽ video này sẽ kết thúc tại đây ha mọi người. Vì có nói nữa các bạn cũng không có xem đâu. Các bạn vào đây chỉ vì lấy những món đồ này thôi ha. Thì các bạn sẽ bấm đứng lại và đi xuống phần mô tả. Sau các bạn bấm vào món đồ đó các bạn lấy thôi. Chứ không có nghe tôi nói gì đâu. Rồi thì món đồ này rất là đẹp không mọi người. Rồi các bạn có thể vào lấy được rồi đó. Tôi là Dũng Bừa Win. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.